Hello anh em, mình là Đờ Đông, hôm nay giới thiệu anh em một trong những huyền thoại của dòng âm ly cổ Sàn Xui, hoặc của dòng âm thanh nói chung, đó là mẫu âm ly Sàn Xui 307 Mark Đôn. Mã âm ly này khá nổi tiếng trên giới audio anh em nhé. Giá 4.8 triệu cho anh em. Theo em lên những ngôi chim sông sâu, mặt trời vàng và mắt em cho anh gửi. Anh em có thể cảm nhận rất rõ là tiếng của con âm ly này, ba giải âm sắc nét, tiếng rất tròn, giải âm bát đánh sâu, sâu lắng, êm tai. Chính vì vậy mà nó được mệnh danh huyền thoại của dòng Sàn Xui. Nó không làm quá dày sản phẩm, nó chỉ làm bề dày tầm khoảng 11-12 cm thôi. Còn chiều ngang thì vẫn đảm bảo là 43-44, đặc trưng của dòng Sàn Xui hoặc những dòng Kenwood anh em nhá. Đó. Đánh hai cầu A cộng B, bát chép lao lướt đầy đủ, màu đen đẹp, hàng zin tuyệt đối cho anh em, chạy bốn sò sắt nên đánh tiếng rất lực luôn. Anh em ghép vào những dòng loa cổ, loa toàn giải, loa Buxell hoặc là loa Bow, loa JBL chơi tốt để nghe nhạc. Dòng này thì nghe nhạc thì anh em nhé. 90W 100V. Những dòng âm ly kiểu này của Sàn Xui thì không bao giờ nó ghi watt lớn đâu anh em nhé. Có những con chỉ tầm hơn 100W đã bán được 7-8 triệu đến 12 triệu rồi. Với những cái dòng âm ly Sàn Xui mặt ly kiểu này, nó có một giải sản phẩm kiểu na ná như này, đầy đủ tính năng bát chép lao lướt. Chức năng là hoạt động hoàn hảo hết. Đó. Chạy sò sắt nặng, rất nặng anh em nhá, bởi vì nó làm cái vỏ nó không quá dày thôi, nhưng bên trong nó làm linh kiện khá gấu, tản nhiệt, nhôm nhớt là gấu nguồn to. Chơi những con âm ly mà nó có tên tuổi từ ngày xưa rồi như này thì cái việc ghép loa nó rất dễ, bởi vì nó hay mà thì nó mới có tên tuổi anh em ạ. Chẳng hạn nói đến Pioneer thì anh em nhớ đến 7900, 7600, 7800. Còn Sàn Xui thì 307, 207, rồi 607. Nó là những mẫu âm ly khá tên tuổi, nó gọi là những con âm ly hàng dòng. Mặc dù nó không quá đắt tiền, nhưng nó đã khẳng định được cái chất âm của nó. Nhịp cầu cống mà cống đường thi thành, một nơi ăn tin mày. Nếu anh em có loa cổ, loa toàn dài, kể cả loa bass 40 hoặc 35 vẫn đánh được nhá. Còn ở đây cửa hàng đang ghép vào một đôi loa khá gấu, đó là bass 28 vẫn chơi ok. Đấy, loa thủng ba đường tiếng, anh em cũng có thể chơi những dòng loa của Nhật, của Mỹ, của loa châu Âu, đánh tốt luôn.